Xin chào quý vị khán giả của Zubat Han nhé. Hôm nay thì anh em mình trở về Yên Bái và có đi qua cái vùng thời gian vừa rồi bị thiệt hại rất là nặng nề của lũ quét và sạt lở đất các bạn ạ. Thì mình sẽ ghi hình cập nhật cái tình hình ở đây cho các bạn được biết, được nắm được thông tin. Vì là nhiều người đang rất lo lắng là không biết là cái tuyến đường 32 và đi lên trên Mù Căng Chải du lịch thì đã đi được chưa và tình hình như thế nào. Thì để các bạn nắm được thông tin nhé. Hiện tại thì cơ bản là các phương tiện, đặc biệt là xe tải thì có thể là di chuyển qua được cái đoạn đường lối từ Mù Căng Chải sang Than Uyên các bạn ạ, nằm trên quốc lộ 32. Còn các phương tiện khác thì di chuyển qua đây rất là khó khăn và gần như là mọi người không di chuyển, trừ khi có cái công việc bắt buộc thôi. Hiện tại thì đã có rất nhiều các lực lượng đến đây để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con, đặc biệt là việc thông đường và cứu trợ, dọn dẹp và khắc phục cái hậu quả. Cả quân khu 2 cũng đã được điều động để lên trên này giúp đỡ bà con rồi các bạn nhé. Ở đây các chú bộ đội giúp bà con làm lại cái nền nhà. Ở ngay ven đường mà anh em mình đi qua thôi là những cái căn nhà bị đất đá vùi như này các bạn ạ. Đây là vị trí một cái khe cạn, đây bình thường nó là một cái khe cạn nhưng mà cái thời điểm đó mưa kéo dài ngày và nó đã trở thành sạt lở. Nó bị vỡ ra, nó sạt xuống các bạn. Và giờ này nó thành một cái dòng suối nhỏ nó chảy như thế này. Đây là có một ngôi nhà từ phía trên cao kia bị xô đổ và vùi lấp xuống tận dưới này luôn. Đây, cái máy thái rau, thái chuối của bà con này. Cột nhà này. Tất cả các cái dụng cụ trong nhà bị vùi trộn lẫn với lại bùn với đá. Những cây cổ, cây to, những cây một người ôm luôn các bạn, dài hàng chục mét luôn, cũng bị cuốn theo đất đá xô vào cái lòng khe này và ủi vào nhà dân. Rất may là Mù Căng Chải không bị thiệt hại nặng về người các bạn ạ. Như người dân kể chuyện là lúc khoảng 7 giờ tối thì cũng có những cái hiện tượng sạt lở rồi, nên là mọi người cũng phòng tránh, cũng di chuyển ra khỏi nhà. Và trong đêm hôm đó thì là hầu như là cả xã hứng chịu cái trận thiên tai mà lớn chưa từng có các bạn. Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập. Nhưng mà may mắn là chỉ có 4 người bị thiệt mạng thôi các bạn ạ.
Út. Chỉ còn gia đình của cháu này là chỉ còn cái chuồng để nhốt dê thôi, còn nhà thì không còn cái gì nữa rồi. Hiện tại thì Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Căng Chải cũng kêu gọi là các đoàn thể, các cá nhân có lòng hảo tâm thì mỗi người một ít đóng góp ủng hộ cho bà con đây. Thì các bạn nào có ủng hộ thì liên hệ trực tiếp với lại Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Căng Chải các bạn nhé. Mình sẽ tìm cái số điện thoại liên hệ và mình để ở video, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với lại bên cán bộ huyện để ủng hộ giúp đỡ cho bà con. Mình thì mình chỉ ghi hình cập nhật cho các bạn biết cái thông tin thôi. Bây giờ là 2 giờ thì các chú bộ đội bắt đầu là đi đến các cái địa điểm để giúp dân này. Toàn các chiến sĩ trẻ thôi, chắc là toàn mới nhập ngũ được các bạn. Anh em mình xem để xe chỗ nào gần đây cũng được em ơi. Đây là trung tâm rồi, xong anh em mình đi ghi hình thôi. Chứ không cần phải đi xe sâu hơn đâu. Ôi. Kìa. Thôi chú lội qua cầu treo đẹp chưa Lượng ơi? Cái cầu treo ở bên kia kìa. Ăn được để đảm bảo an toàn thì phải đi từng tốp một các bạn ạ, chứ không đi qua được số lượng lớn thì cầu bây giờ nó sắp hỏng rồi, gọi là cầu hỏng rồi chứ không phải sắp nữa. Bây giờ mình sẽ đi sang bên kia xem ghi hình cái thiệt hại ở bên đấy và xem quá trình các chú bộ đội sẽ giúp đỡ người dân như thế nào nhé các bạn nhé. Đây cây cầu này nó bị hỏng rất là nghiêm trọng rồi. Đi qua đây là run luôn các bạn ạ. Đây là hướng đi về Mù Căng Chải này các bạn này. Cái quốc lộ 32 ở đoạn này thì là nó nằm dọc theo cái dòng suối Lậm Kim này luôn. Hướng bên này đi sang Than Uyên của Lai Châu. Và đây là trung tâm của xã Hồ 4. Thì cơ bản là sạt lở và lũ quét nó làm tan hoang tất cả mọi thứ rồi các bạn. Đây, trước đây là mặt đường các bạn ạ, và bây giờ thì là ngổn ngang đất đá ở trên đồi, nó xô xuống đây. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã này các bạn này. Phía xa cái là trường học và trạm y tế thì đến ngày hôm nay là đã các lực lượng là đã làm dọn được cơ bản là bùn đất ra khỏi cái khuôn viên. Một chiếc xe bán tải đây bị ngập hỏng và giờ phải gọi cứu hộ lên để trở về. Nước dâng lên chắc là nửa xe rồi. Đây là một cái ngôi nhà nằm ở trong cái lòng khe và nó bị lũ quét, nó quét vào rồi, chọc thủng tường lát hết nhà luôn các bạn. Giữa cái lòng khe luôn. Đây là đường đi các bạn ơi, đường đi và đến đây thì mất đường rồi. Mất đường rồi, bây giờ chỉ còn là một cái dòng chảy thôi. Đây. Đá rồi. Và gốc cây. Đây, người ta đã xây một cái bức tường để chắn rồi em này. Tức là trước đây đã xây một bức tường để chắn nhưng mà
lũ quét nó ủi vào là bay luôn cả cái bức tường chắn luôn. Cửa xếp bằng sắt đây, lát bươm không còn gì các bạn. Đây những cái nhà quán kho ở ven đường. Cái nhà này là mới dựng các bạn, chưa kịp hoàn thiện thì bị ảnh hưởng của lũ quét, bây giờ nó bị véo vẹo vọ đi rồi. Đây một cái vạt đất lở này các bạn này. Cái quãng đường mấy km nó bị lở, nhưng mà cũng rất là may mắn là thời điểm đó là vào đêm khuya và đường ở đây nó cũng vắng nữa nên là không có thiệt hại nhiều về người. Cả một ngôi nhà bị sụt xuống suối rồi. Và hai cái nhà bên cạnh kia cũng nguy cơ rất là cao. Cũng sẽ đổ xuống, nó không thể đứng được nữa rồi. Giờ nó mất chân rồi. Rất nhiều những cái thác mới được hình thành như này các bạn ạ. Bình thường thì không có, nhưng mà mưa lũ thì nó sẽ tạo ra cái dòng chảy mới và quá trình sạt lở tạo ra những cái con thác như thế này. Toàn người rất là vất vả qua lại ở cái đoạn đường này các bạn ạ. Mấy cây số liền. Giờ chỉ di chuyển được một cách hạn chế thôi. Chủ yếu là các xe đi khắc phục các cái công trình đường và tiếp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm lên trên này cho bà con thôi. Còn các xe vận tải hàng hóa rồi hành khách là dừng không qua đây các bạn ạ. Tổ chức nào đó. Đường bộ thì như này các bạn ạ. Anh em mình đi bộ đây. À đây là chi đoàn Thanh Liên các bạn ạ. Chắc là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở một điểm ở đó. Bây giờ mọi người đi về và ngày mai sẽ tiếp tục lên giúp dân tiếp các bạn ạ. Mọi người cứ sáng đi và chiều về. Đốn này là dễ bắn lắm. À rơi mất tông à. Quái gì à. Cái hầm này như là của thủy điện hay sao em ạ? Cái này là một cái hầm của thủy điện ấy. Thủy điện người ta hay đào những cái hầm vào. Có thể là người ta không sử dụng được. Đồng chí thanh niên ơi, chị có đi lên trên này không? Cho đi nhờ lên đấy vậy. À thế à, thế là các em là vừa đi giúp ở chỗ nào đấy? Ờ à, nhưng mà bản nào ấy chứ, hay trung tâm xã? À làm ở chỗ trường học à? À. Đoạn đường 32 được không? Một anh vừa đưa anh em mình đi đến khu trạm y tế, chỗ trung tâm của cái
gọi là cái trận thiên tai này các bạn ạ. Đây các bạn nhìn những cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà vừa bị sạt lở, vừa bị lũ quét. Nó xé toạc ra không còn một cái gì luôn. Đây các bạn này, những cái hòn đá nó to chừng, có những hòn đến đường kính nó khoảng tầm 6-7 mét các bạn ạ. Tuy nhiên ở đây là chỉ những cái hòn mà chúng ta nhìn thấy thôi. Còn rất nhiều những cái hòn mà mình không nhìn thấy, nó di chuyển, nó lao từ trên các vách núi xuống như thế nào. Cái sức tàn phá quá là khủng khiếp luôn. Nó giống như là một bãi chiến trường luôn các bạn ạ. Ở đây người dân chia sẻ là có 10 cái nhà thì 9 cái nhà sập rồi các bạn. Quốc lộ 32 nó bị xẻ cắt ra hàng chục đoạn các bạn. Hàng chục đoạn luôn, và bây giờ thì các đơn vị là cùng nhau để khắc phục thông con đường này. Cây cột điện này giờ nó chỉ là một cái đồ bỏ đi như này thôi các bạn ạ. Muốn trải thì mất điện đến 4 ngày liền các bạn ạ. Quá là kinh khủng luôn. Những cái hòn đá nó đến hàng chục tấn các bạn ạ. Mà nguồn nước nó đẩy nổi được lên như này, các bạn biết là nó kinh khủng như nào. Đây là dấu vết của một cái nền nhà các bạn này. Cái kẻ chân và cái nền nhà đây các bạn. Chỉ còn lại một chút đất thế này thôi. Xung quanh nhà đá là vây xung quanh và khoét đi hết rồi. Ui, một cái sắt hộp này người dân dùng để làm cột nhà các bạn này. Nó bẻ này. Cái hộp này là hộp 10 à? Hộp 10-10. Nó bẻ. Ui, đứng này cảm giác nó bật xuống ấy. Phải quay cái xe đằng kia này. Đâu, anh phải quay chỗ kia thôi. Là thế anh phải hú hú hay là chạy đi luôn. Đây các bạn này, đường này luôn. Một chiếc xe đạp điện này. Rất nhiều ô tô bị trôi, bị ngập nữa các bạn. Hòm đồ dùng này. Đây chắc là khu nhà vệ sinh này. Các bạn xem cái sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên này. Tất cả bị vùi dưới đám đá này các bạn. Đây cái bếp này. Cái bếp đun nấu này. Còn đá nó trôi về nó lấp hết lên.
dòng nước và nó xói vào trong cái phần móng của đường các bạn. Và rất là nhiều cái phần lan can bị cuốn, bị xói mất chân và rơi hoàn toàn xuống nước, bị cuốn trôi đi các bạn. Vào xem một cái căn nhà này thì hiện tại thì người thì được di rời đến khu vực an toàn rồi các bạn. Còn tài sản trong nhà thì cơ bản là bị phá hủy hoàn toàn rồi. Hiện tại thì dòng nước vẫn còn chảy rất là xiết các bạn, nên là gây khó khăn cho cái quá trình thông cái tuyến đường này. Cơ bản là mọi người cũng thông ở cái mức tối thiểu, tức là để cho ô tô, xe tải có thể là di chuyển tạm qua thôi. Có lẽ là cái đoạn đường này là cái đoạn mà tà ly bị sụt xuống nhiều nhất các bạn ạ. Phải mất đến khoảng tầm 200m đường là bị bay hết lan can xuống suối rồi. Bên dưới thì lũ quét mất chân, bên trên thì sạt đất đá nó đẩy xuống đó, bay hết lan can luôn. Ở đây thì bà con nhân dân đến trung tâm xã để nhận các cái phần quà từ thiện của rất là nhiều các cái đoàn trên cả nước đến hỗ trợ. Người dân thì đi đào bới xem là còn cứu vớt được cái tài sản gì không các bạn ạ. Gia đình này là bị sạt lở từ hai hướng luôn, từ nhánh bên trái nhỏ hơn và nhánh bên phải lớn hơn nữa các bạn ạ. Gần như không có đường nào để mà chạy nữa. Vậy anh đang bơm hóa xịt hóa chất nó trôi hết rỉ đi, xong là sấy thì vẫn dùng được. Đường thì bị lở hết chân và nó sập hết cả lan can xuống. Kinh này.
Nói chung là cuộc sống của bà con ở đây thì hiện tại là cũng được chính quyền các cấp đến hỗ trợ giúp đỡ cho, thì cũng cơ bản là qua được cái giai đoạn nguy hiểm rồi. Bây giờ là khắc phục để khôi phục lại kinh tế các bạn ạ. Cơ bản là thiệt hại rất là nhiều về tài sản của người dân. Bà con nhân dân cũng cần cái sự hỗ trợ để làm lại nhà cửa, khôi phục phát triển lại kinh tế các bạn ạ.